Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây đang là thời điểm đồng bằng sông Cửu Long bước vào một đợt xâm nhập mặn mới, dự kiến kết thúc đợt mặn xâm nhập này vào ngày 31 tháng 3. Trước tình hình hạn mặn gay gắt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa điều 3 tàu chở hơn 2.000 mét khối nước ngọt sinh hoạt và nước uống tinh khiết để tiếp tế cho người dân 20 xã thị trấn của huyện Mỏ Cày Nam và huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đang bị thiếu nước sinh hoạt trong 2 tháng qua. Riêng các gia đình chính sách, hộ nghèo không có điều kiện đi lấy nước tại điểm tập trung sẽ được cán bộ chiến sĩ trực tiếp mang nước đến tận nhà hỗ trợ bà con.